Một biến cố trong cuộc sống của anh. Một biến cố lớn trong cuộc sống của anh xảy ra sau khi anh đến Việt Nam lần đầu tiên. Một người anh biết mời anh đến Việt Nam với cô ấy và hai người bạn của cô ấy. Lúc đầu, anh nói anh không thể đi với họ. Nhưng mà sau khi anh suy nghĩ mấy ngày, anh đổi ý. Trước khi anh đến Việt Nam, anh cảm thấy hơi lo lắng vì anh không biết anh nên mong đợi gì. Sau khi anh ở Việt Nam một ngày và có thời gian để giải trí và anh gặp mấy người, anh cảm thấy rất khác. Trong khi anh ở Việt Nam, thế giới của anh đã thay đổi rất nhiều. Anh đã trải nghiệm văn hóa mới, gặp người mới, và thấy một phần thế giới mà anh không bao giờ nghĩ về. Khi anh quyết định đến Việt Nam, anh nghĩ anh sẽ đến một lần thôi. Anh không nghĩ anh sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa. Nhưng sau khi anh kết bạn với mấy người nói chung và hai người nói riêng và trải nghiệm văn hóa của Việt Nam, sự hiếu khách của người Việt Nam và món ăn Việt Nam, anh biết anh sắp phải trở lại Việt Nam. Ngày cuối cùng khi anh phải về Mỹ, anh không muốn đi. 6 tháng sau, anh đến Việt Nam lần thứ hai. Tại sao anh lại đến Việt Nam chỉ sau 6 tháng? Đó là một câu chuyện khác. Nhưng mà sau khi anh suy nghĩ mấy ngày, anh đổi ý. Sau khi anh ở Việt Nam một ngày và có thời gian để giải trí và anh gặp mấy người, anh cảm thấy rất khác. Nhưng sau khi anh kết bạn với mấy người nói chung và hai người nói riêng, và trải nghiệm văn hóa của Việt Nam, sự hiếu khách của người Việt Nam và món ăn Việt Nam, anh biết anh sắp phải trở lại Việt Nam. Tại sao anh lại đến Việt Nam chỉ sau 6 tháng? Sau 3 năm học tiếng Việt, bây giờ tôi có thể nói chuyện với người Việt một cách thoải mái. Biến cố. Nhưng mà đổi ý, mong đợi, giải trí, thế giới, trải nghiệm, quyết định, trở lại, kết bạn, nói chung và nói riêng, sự hiếu khách.